phản ứng của vợ chồng Trấn Thành Harry Won khi bị nhắc tên Tiến Đạt. Câu chuyện của Tiến Đạt Harry Trấn Thành vẫn bị mang ra trêu chọc, khiến người trong cuộc khó xử. Chuyện tình Harry Won và rapper Đinh Tiến Đạt đổ vỡ đường ai nấy đi cũng đã gần 3 năm. Đến nay, nữ ca sĩ gốc Hàn đã có cuộc sống hạnh phúc. Sau gần 2 năm nên duyên vợ chồng với Trấn Thành, thế nhưng không ít lần, giọng ca Anh Cứ Đi Đi vẫn rơi vào trường hợp khó xử khi bị cư dân mạng gọi tên tình cũ. Trong bài phỏng vấn mới đây, Đinh Tiến Đạt cho hay anh và Harry Won vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua Facebook. Tuy mỗi người đều đã có cuộc sống riêng, nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường nên không hề ngại ngùng hay tránh né đối phương. Riêng với những trò đùa của cư dân mạng khi cố tình nhắc tên tình cũ trước mặt vợ chồng Harry Won, nam rapper không theo dõi thường xuyên nên không hay biết vụ việc này. Về phía bà xã Trấn Thành, trong lần chia sẻ với chúng tôi, người đẹp cho biết cô đã rất khó xử khi nhiều người ác ý cố tình gọi Trấn Thành là Tiến Đạt. Nghệ sĩ chúng tôi cũng là những người bình thường, cũng viết vui buồn hờn giận chứ. Trong chuyện này, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng sẽ khó xử nếu họ bị người khác cố tình chế giễu như vậy. Chúng ta đều đã là người trưởng thành, tôi hy vọng những khán giả đó sẽ cẩn trọng hơn trong cách cư xử cũng như lời ăn tiếng nói. Xin hãy là những người văn minh, nhìn mọi việc theo hướng tích cực, để mọi người vui vẻ thay vì cố tình dìm hàng người khác như thế, giọng ca Anh Cứ Đi Đi bày tỏ. Được biết, cư dân mạng thường xuyên có những màn trò đùa kém duyên trong các buổi livestream của vợ chồng Harry Won Trấn Thành. Mới đầu năm nay, khi cặp đôi đang livestream vui vẻ cười nói hát hò theo yêu cầu khán giả, ông xã Harry bỗng nhận được một bình luận khó hiểu từ cộng đồng mạng. Thay vì gửi lời chào đến hai nhân vật chính, người này lại cố ý đổi thành em chào anh Đạt và chị Harry. Ngay lập tức, Trấn Thành đã bày tỏ thái độ không vui. Anh không chỉ lặp lại câu nói nhắc tới Tiến Đạt, mà còn nêu rõ tên của vị khán giả kém duyên kia. Tôi nói cho bạn biết nhé, nếu bạn tiếp tục ăn nói không có văn hóa như vậy, thì tôi mời bạn đi ra chỗ khác. Đừng có vào chỗ người ta đang livestream mà nói năng bậy bạ như vậy. Bây giờ là năm nào rồi mà còn người bất lịch sự như thế. Tôi thật hết nói nổi với bạn. Trấn Thành tức giận đám trả. Sau đó không lâu, Trấn Thành lại gặp phải sự cố tương tự khi đăng ảnh tình tứ cùng bà xã Harry Won trên fanpage chính thức. Trong hàng trăm bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, ghen tị với hạnh phúc của vợ chồng Trấn Thành, người hâm mộ lại đổ dồn sự chú ý vào một bình luận kỳ lạ của một cư dân mạng. Anh Tiến Đạt mọc lại tóc rồi à, anh khác xưa quá, đẹp trai lên. Chúc hai anh chị Tiến Đạt và Harry hạnh phúc. Trấn Thành cũng từng lên tiếng đáp trả một khán giả đùa kém duyên trong status của anh. Nhận được lời chúc phúc đầy mỉa mai của cộng đồng mạng, Trấn Thành đã lập tức đáp trả đầy gay gắt. Em trai được giáo dục để ăn nói như thế đó hả? Không chỉ trêu ngươi nam MC, danh hài nổi tiếng, ngay cả Harry Won cũng từng nhiều lần chịu trận khi bị cư dân mạng khai quật các bài viết cũ của cô và bạn trai cũ Tiến Đạt từ nhiều năm trước. Theo đó, thay vì xóa bỏ toàn bộ dấu vết liên quan đến tình cũ sau khi chia tay, Harry Won vẫn giữ lại tất cả hình ảnh, những dòng status mùi mẫn dành cho Đinh Tiến Đạt trên trang cá nhân và xem đó là một góc kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, các bài viết cũ của cô thường xuyên bị cư dân mạng khai quật bằng các bình luận, tag tên hoặc chia sẻ công khai trên các trang mạng xã hội.